Bà đó nói chung với người lắm, người Long An cuộc sống người Long An. Vợ mình chiên trứng ăn ngon lắm các bạn, trứng chiên hành các bạn. Đây mình ăn với nước mắm ớt các bạn, ngon lắm, mắm tỏi ớt. Đây mời các bạn ăn cơm của mình nhé các bạn, đơn giản vậy thôi. Rồi ăn thôi, ngon quá. Lại có khi miếng chanh nữa vậy. Đó, bạn bạn. Anh chị nghe anh ta. Tự chú tiếng ơi. Dạ, tiêm. Ngon không? Ngon. Cái mắm. Dừa. Hơi lẹ. Nhẹ, cái mắm ok chứ không? Ăn mắm ngon. Ừ. Đã quên nó vậy, bỏ miếng thêm miếng hồi dưới vô không? Có hả? Có hả? Lấy cẩm á. À, thấy lấy cẩm nè, có nè. Cẩm ăn hay quá ta. Lý giọng tắt cái nhĩ nghĩa thức vậy. Có điều trứng, ăn nó thơm đều. Không sát thay, không có nhất một chỗ mà. Không đều. Mình khổ gì tôi cơm trứng. Cái người ăn cũng thiếu, không biết chai luôn. Hết cơm luôn hả vậy? Hết cơm. Hết cơm luôn, có dĩa nữa. Nó rửa là ăn chứ riêng nó cơm bỏ rồi đó. Nó rửa. Khi mà con bỏ rồi nó có ăn người giảm này ngon. Tôi muốn mắm nhà ngon. Có liền thấy không? Biết rồi, nó còn cỡ của gấu không? Hay nhỏ hơn.
tắm sớm lắm không à, tắm 10 giờ mấy là tắm rồi. Ừ, đúng rồi. Để nè. Dần dần. Thôi bây giờ tới mình muốn ăn món khác. Ngồi gục lên nha. Ngon nè. Anh nhớ của gấu phải không? Con nó kìa. Cái gì bột vậy? Có mua ăn, đừng mua lê đống. Hơi còn xanh lắm. Đỡ nó mới ngọt. Mất mùi chua. Dẹp đi. Thấy đơn giản không? Quay qua dọn xong hả? Xong rồi.